cái nhà. Quy mô cái gì đây? Rồi. Giá nhau. Cái gì nó lạc lâm quá rồi. Trời, trời luôn. Rồi, xin chào buổi sáng cả nhà nha. Ngày mới xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Đây thì hai anh em sang cầm lưới tiếp thôi. Đó. Cũng mới vừa bủa xong cấp 3 giờ nha cả nhà. Giờ này cũng 7-8 giờ sáng nha. Lát nữa là hai anh em sang cuốn lưới. Đây là mình bủa cầm nước lớn. Nó đứng con chỗ một cả nhà. Nước cỡ này nó cũng gần quay nha. Gần nước dạ. Bởi vì có gió mùa Tây Nam mà đó cả nhà, gió dữ lắm luôn nha. Tí gì nha, cá nấu cái chua nó chèn luôn, nó sảy. Có đồng chả
ký gửi cho anh giao không? Mà đã luôn. Công giao. Hai con một lượt. Cái máy đi trước cặp máy nào nay lo lên mỏi đó nè giáo Thank you.
mới thì hai anh em sang cầm lưới được 3 con nha, bây giờ anh bán. Đá gì sai với đâu cái lý dữ ta. Bỏ bơm nữa không? Đó nha, còn ở dưới đục một con cá bụng nữa nha. Đó, con cá bụng đâu 700 gram gì cả nha. Không. Cá bụng nó mà nấu ăn chua thì hết sảy luôn. Cơm với giá rồi để vô nồi ngon lành. Đó cả nhà, ngon lắm nha. Đó, giờ này mới thì chào chuyển qua mịt mũ cho cả nhà. Đó. Ghê không? Chuyển qua cái gió hù hù sống dữ lắm nha, hồi nãy. Rồi bây giờ lát hai anh em sang bổ thêm một giác lưới nữa cả nhà, rồi sang quay tiếp cho anh chị cả nhà xem. Hai anh em sang có cá đâm nha cả nhà, nó dính cá bên xuồng luôn đó, cá cốc kìa, chặt ôm cá cha cá anh em. Nặng quá đi được. Dính cá trà tưởng nó không lao quá chạy rồi. Chính xác mé luôn. Quá đã luôn cả nhà, ngon ghê. Đó. Mạnh lắm nha. Đây là hai anh em sang mới dẫn dọc đường cả nhà, nó xuống nới bị dưới nữa là mới cuốn nha. Giờ bên bỏ lưới vô lại. Máy gì em chị sáng sáng
quá đã luôn, cốc cốc. Anh em sang thả đừng con cái cốc chứ, coi cha giờ anh bán cá cốc nè, còn cá cha nãy thì sang bán cho xà lan à. Ông mẹ xuống đuổi nó nghỉ gần chết cái cha, nó nghỉ mà còn không chịu vô nữa. Ông mẹ lấy đá lấy đằng nó bắn nó thì bắn nó kia sao nha cả nhà. Rồi cả nhà, hôm qua thì bán ba con kia 3,8 kg với mới tiền con ký 6 nha, tổng cộng ở trên là 500 mấy, 576 ngàn. Rồi bây giờ thì hai anh em sang đang nằm tại nha cả nhà. Tới lát mới bủa. Đó, được 4 con, được 570 mấy ngàn. Với con cá cha nữa cả nhà, là bán cho xà lan được 70k nữa nha. Tổng cộng trên được 600 mấy. Rồi bây giờ thì hai anh em sang nằm tại nha cả nhà. Rồi sang cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị em lại clip sau nha.